Đầu năm Dân Quốc, có một vị pháp sư tôi không nhớ tên, trong một cuốn phim vẫn còn, có thể xem Hòa Thượng Mang Nến Phơi. Câu chuyện này rất nhiều người biết. Vị này rất thật thà, không thông minh lắm. Mùa hè, mọi người mang quần áo ra phơi, quý sư mang kinh sách ra phơi. Có người nói với sư, vì thầy là người làm công việc hương đăng, thầy hương đăng, thầy quản lý việc nhang đèn, nên mang đèn cầy ra phơi đi. Rốt cuộc mang ra phơi đèn cầy đã cháy hết. Chiều tối khi công phu tối thì không có nến để thắp, sư bèn đem những cây nến đã cháy đó đốt lên. Thầy Duy Na thấy thế vội cười chê, báo lên lão hòa thượng. Lão hòa thượng bảo, được rồi, cho thay người khác, không cho sư làm hương đăng nữa. Có người sư thật thà, người thật thà có phước, họ sẽ thành công. Phương trượng hiểu rất rõ sư, bèn gọi sư về chùa A Dục Vương, nơi đang tôn thờ Xá Lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lễ bái Xá Lợi. Một ngày 3000 lạy. Sau 3 năm thì sư khai ngộ. Sư có thể làm thơ, sáng tác kệ. Sư là người không biết chữ như đại sư Huệ Năng, nên phải nhờ người khác viết giúp, rồi mang đến hòa thượng xem. Hòa thượng xem thấy sư thật sự khai ngộ. Sau khi đã khai ngộ, hòa thượng mời sư giảng kinh. Mỗi lời của sư đều là đạo. Vì vậy, ai là người có phước? Người thật thà. Người thật thà mới dễ thành công. Chúng ta tin Phật A Di Đà thì chư Phật liền đến cứu. Chư Phật ở đây có hai ý. Một là chư Phật là Phật A Di Đà. Chư Phật được kinh A Di Đà nói đến đều là Phật A Di Đà. Trong chú giải của đại sư Ngẫu Ích nói rất rõ. Một ý khác là chư Phật trong mười phương. Mười phương chư Phật không ai là không khen ngợi Đức Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Phương. Đệ tử Di Đà có vị nào không được tôn trọng? Tôn trọng Phật A Di Đà, ngay đệ tử của ngài còn được tôn trọng. Vì lý do đó mà chắc chắn được chư Phật gia hộ. Tăng thường nhớ Phật, luôn luôn nhớ Phật, nhớ đến 48 lời đại nguyện, năm kiếp tu hành. Ân đức vô lượng vô biên vô tận của Phật, kiến lập đạo tràng ở thế giới Cực Lạc, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong thế giới mười phương, đặc biệt là chúng sanh trong sáu đường, khiến cho chúng sanh trong sáu đường có thể ngang bằng với Bồ Tát, rốt ráo viên mãn trong đời này.